Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong nhóm biệt phái có người tên là Didimo, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến, vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không được tái sinh bởi trời thì chẳng ai được thấy nước Chúa. Nicodemo thưa với Chúa rằng: Một người đã già làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì sinh bởi thần linh thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo. Qua cuộc đối thoại này, Chúa giải thích cho ông Nicodemo, một người biệt phái, hiểu được ý nghĩa của việc tái sinh. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho ông ta biết giá trị và mục đích của việc tái sinh là để được làm con Chúa và để vào nước trời. Ông là một thủ lãnh Do Thái. Ông có địa vị, có học thức cao, là thành phần của công nghị được mọi người kính nể. Nghe lời giảng dạy, chứng kiến những phép lạ của Chúa Giêsu làm, ông cảm phục, ông tin nhận Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Để tránh sự dòm ngó của những người Do Thái, một lần kia trong đêm khuya, ông đến gặp Chúa Giêsu. Nghe những lời hay, chứng kiến những phép lạ, nếu mỗi một người chúng ta thích tai vui mắt thì chẳng có ích lợi gì. Nếu bản thân chúng ta không thay đổi để trở nên tốt hơn, giảng dạy và phép lạ chỉ là phương tiện thôi, còn nước trời mới là đích cho chúng ta bước tới. Nhưng làm thế nào để đạt được nước trời? Trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, Chúa Giêsu đã chỉ một cách thức rất cụ thể để vào nước trời là phải tái sinh. Ông Nicodemo chỉ hiểu tái sinh theo nghĩa xác thịt, tức là cách nào mà người đấy già rồi mà lại có thể sinh ra lại một lần nữa. Chẳng lẽ người đấy đi vào trong lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra? Ông không hiểu việc tái sinh theo nghĩa siêu nhiên mà Chúa Giêsu đề nghị. Đấy là tái sinh bởi nước và thánh khí. Nước và thánh thần. Để là người, chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ. Để trở nên con người, chúng ta được cha mẹ dạy dỗ, giáo dục, nhà trường và xã hội đào luyện chúng ta. Nhưng để trở thành con của Chúa, chúng ta phải được sinh ở trong Thánh Thần nhờ bí tích rửa tội. Và qua bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa cho chúng ta sống đời sống siêu nhiên. Như thế, để làm người và để nên người, chúng ta phải được sinh ra theo lối tự nhiên. Nhưng để là con Chúa, trước tiên chúng ta phải được sinh ra trong siêu nhiên bởi nước của bí tích rửa tội và bởi Thánh Thần Thiên Chúa ban xuống ơn lành.
Nhờ tái sinh có bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, được làm con Chúa, được gia nhập vào trong hội thánh, được trở nên tạo vật mới, mặc lấy Chúa Kitô và được kêu mời để nên ánh sáng giữa trần đời. Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế chúng ta được Chúa kêu mời để chết đi cho con người cũ bất toàn tội lỗi, để sống lại cho con người mới hoàn hảo được tái sinh trong Chúa. Ơn của bí tích rửa tội hay hồng ân của đại lễ phục sinh luôn nhắc chúng ta điều này, mà mỗi một người chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa Giêsu dắt chúng ta đi vào hồng ân vô giá này. Amen.